Hôm qua, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cửu Hương tại thành phố Hồ Chí Minh dừng lưu thông và thu hồi hai sản phẩm có chứa dầu ăn bẩn của Đài Loan báo cáo về cục trước ngày 20 tháng 9. Cục An toàn thực phẩm cho biết theo thông báo từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cửu Hương đã nhập khẩu từ Đài Loan hai loại sản phẩm của công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Quy có chứa dầu ăn bẩn. Đó là sản phẩm dưa chuột trộn thịt lợn đóng hộp loại 170 g số lượng 240 thùng, sản xuất vào ngày 1 tháng 5 năm 2014. Và sản phẩm sốt thịt cay đóng hộp loại 150 g số lượng 240 thùng, sản xuất vào ngày 31 tháng 5 năm 2014. Trước đó, hơn 200 công ty thực phẩm tại Đài Loan thừa nhận đã sử dụng dầu ăn bẩn do công ty Giang Quan cung cấp, Công ty này được phát hiện đã mua lại dầu ăn tái chế từ ván dầu cống rảnh, mở lợn nhiễm độc, rác thải nhà bếp của một nhà máy không phép tại Bình Đông, Đài Loan. Theo các phương tiện truyền thông, các sản phẩm sử dụng dầu nhiễm bẩn từ Đài Loan đã được xuất sang 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Pháp, Úc, Hồng Kông, Trung Quốc, v.v.